Xin chào các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Takeo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy sát nghiền đa năng Takeo TK200, sử dụng đầu sát bằng inox và sàn rung 3 cấp. Bây giờ tôi sẽ test các bạn xem.